Hôm nay tối thứ năm, ngày 14 tháng 3 năm 2024, mời các bạn cùng chúng tôi điểm tin nóng trong 24 giờ qua. Chiếc xu của Blackpink quyên góp cho dự án cải tạo rừng ngập mặn ở Cà Mau. Đà Nẵng tuyên án người mua bán trái phép 184 tài khoản ngân hàng. Hà Tĩnh khởi tố đường dây tổ chức đưa người vượt biên với giá hàng ngàn đô la Mỹ một người. Hải Dương đánh vợ bị phạt 15 triệu đồng. Người bán trứng bất ngờ phát hiện túi tiền 1 tỷ 200 triệu đồng trong xe ô tô. Người phụ nữ tay cầm con rắn khi lực lượng cứu hộ đưa lên khỏi diễn quan sau nhiều ngày mất tích. Một phụ nữ ở Gia Lai vi phạm nồng độ cồn khi lái xe bị phạt 35 triệu 600 ngàn đồng. Tiền Giang, bất chấp nguy hiểm, hàng trăm công nhân đi ngược chiều trên quốc lộ 1. Kẻ cướp điện thoại của bé gái Belarus trên đường ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị bắt. Ca tử vong vì bệnh dạy tăng gấp đôi cùng kỳ. Ninh Bình sẽ có thành phố Hoa Lư, đô thị di sản thiên niên kỷ. Phía Nam khô nóng, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn, nhưng nhà hai lúa luôn là sự lựa chọn hấp dẫn nhất. Hãy đăng ký kênh youtube nhà hai lúa ngay để trải nghiệm những khoảnh khắc đậm chất miền Tây.